tất cả mọi người. Bữa nay là ngày thứ 2 mấy anh em mình ở trong cái khu công nghiệp này nha mọi người. Tối anh Tướng anh nực quá anh ra ngoài đây anh nằm. Anh nóng quá anh ra đây nằm mọi người. Mấy anh em thì còn ngủ trong đây nè. Còn ngủ mọi người. Nói chung là thì tối này ngủ á, nó rất là nực. Không có một miếng gió luôn mọi người, nó nực cực kỳ luôn. Mồ hôi đổ ướt áo luôn á mọi người. Xong rồi tới gần sáng mới dịu lại mới ngủ được. Với lại mình thấy kiểu như chỗ lạ, mình ngủ thì giật mình. Với lại tối hay có mấy cái tiếng động lạ lạ. Mình nghĩ đó là chuột nha mọi người. Mình nghĩ đó là chuột chứ. Với lại tối mình không dám thức dậy nửa đêm nữa. Mình cầm máy mình quay mọi người. Thì mọi người cùng đón xem là ngày hôm nay mình với lại mấy anh em làm gì và ăn gì ngày hôm nay nha mọi người. Anh Phương thì sáng anh thức sớm, anh lấy tay lưới anh đi giăng rồi mọi người. Anh lấy tay lưới anh chạy rồi anh đi giăng rồi ngoái mọi người. Bây giờ thì mình sẽ thức dậy rồi mình sẽ đi vòng coi có con gì không mình săn. Với lại để mấy anh em ai thức dậy kiểu như cho ngủ cho lấy lại sức mọi người. Giờ mới 6 sáng à, mình ngủ chỗ lại mình cũng giật mình thức sớm mọi người. Thì bây giờ mấy anh em cũng đã thức dậy hết trơn rồi nha mọi người. Bây giờ sẽ thăm lại cái nồi cá lau kiến mà hồi tối luộc rồi đó mọi người, không biết còn ăn được không nữa. Hy vọng là còn ăn được đi. Cũng còn. Đúng không? Còn ăn được đúng không? Thì sẽ luộc lại cái nồi cá này rồi mấy anh em ăn cái xong rồi có sức rồi đó. Bắt đầu đi kiếm đồ ăn. Rồi ăn buổi trưa nha mọi người. Mới sáng mọi người. Không khí đây thì giấc sáng nó mát mát nhẹ nhẹ, còn giấc tối quá trời nực. Tối ai ngủ được không? Đi tối nực thì thôi đi nghe bà với mẹ ngủ được. Ngáy thì thôi, đầu tàu xe lửa luôn à. Vậy cái mình mày nào nấy nó hôi dở lắm. Nó không sao được. Ai cũng sáng tắm lên mọi người, tại vì tối nực quá nó hôi á, cho nên sáng là phải tắm rồi. Trên bà đầu tàu xe lửa kìa. Bà đưa lửa tài đi chứ. Không mà tới giật mình vậy thấy nó không, đừng nghe nó không có ngáy. Sáng giờ tưởng một lần rồi, một lần không ngáy luôn. Xong rồi mình mờ mờ sáng thức dậy đừng nghe ai. Trong thời gian chờ đợi cá chín thì ở đây có chiếc khế không mọi người? Mấy anh em bờ ré chiếc khế ăn nha. Nè. Khế này là khế ngọt chứ không phải khế chua mọi người. Nó cũng không ngọt lắm mà. Là. Trái trên kìa, quặng á, trái này nè. Cái ngọt. Cái này ngọt. Cái này quá. Qua giờ mình ăn mọi người chứ là. Nó nước nhiều lắm mọi người. Muốn không? Muốn chơi. Mời mọi người nha. Chắc là đã nha mọi người. Chua chua. Chua nhẹ à. Chua bún một yến nữa thầy. Thật ngọt. Chấm bún một yến trời ơi. Chín này nha mọi người. Bây giờ cua này ra chín này. Wow. Tôm vậy. Rồi. Nguy hiểm nha. Đúng nha. Đúng nha. Wow. Thôi. Anh Phương sụp nụ rồi mọi người ơi. Anh Phương anh sáng anh thức sớm đi bổ tay lưới cái nhức mình giờ anh nằm luôn rồi. Giờ có mấy anh em mình ăn thôi nha. Ok, mời mọi người. Nó gục hết trơn rồi mọi người. Tại tối nấu chín lần rồi giờ làm lại lần nữa nó gục. Bảy chứ. Bảy ba trời. Còn ăn được là may rồi đó. Hên là còn ăn được. Rồi sáng nay không có gì ăn. Có đồ ăn bỏ. Chờ lên đó mọi người. Còn miếng cá thì tối cái vồ câu á. Với lại cái cô Phi tới lúc đi săn chuột về gặp bắn. Chưa đi chưa ăn. Chưa mấy cái đó đi chưa ăn. Mình sinh tồn ở đây á mọi người, không phải là sinh tồn mà là ở ngoài đây á. Là phải hủ trước nha. Phải hủ trước là ăn cái gì. Không có cái này phải bắt cái kia ăn. Chứ mà đói luôn là thua đó.
đói không có sức tôi đi săn cái kia đâu, bỏ vào đây nè. Trứng bóc luôn. Trứng bóc. Nóng. Ây da, nóng. Trứng giỏi vậy. Dạ, chưa đổ rồi. Dạ. Gu nặng. Sau đó là thấy niềm này nè. Mà mọi người hấp phải miếng nước nha mọi người. Dạ. 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 Nhà mùi xả không? Cá này nó mềm quá thì mềm luôn. Mềm quá. Chấm miếng mướp. Mời mọi người nha. Bớt khó luôn mọi người. Mời tất cả mọi người. Mời mọi người nha. Nó còn dai không? Dạ. Cái thịt con cá vẫn còn dai nha. Đụng vô đó gục, đụng vô đó gục. Đúng rồi. Đây con, là bà con cũng chín gục. Thôi à, ngọt của cá nha, đừng nói ngọt đường nha. Ngọt đường thiệt. Rồi ngọt cá thì cũng không. Có đeo bột ngọt. Rất là đã mọi người. Ngày hôm nay mấy anh em mình phải canh nước. Tại vì hôm qua đi là biết con nước mấy giờ nó rộng rồi. Thì bây giờ là nó sẽ rộng tới trưa nè. Trưa nay nước vừa rộng thì mình sẽ đi chài. Đó. Còn nước lớn thì dân lưới câu cá, nước gồng phải đi chài mọi người. Trong thời gian mà đi chài đó thì có bắn được con gì bắn gì vậy? Ok, giờ mấy anh em mình ăn nha mọi người, xong rồi bắt đầu đi hâm lưới nha. Đây thì mình với anh Phương với anh Ba thì sẽ đi gỡ dỡ lưới nha mọi người. Thay đi hâm lưới mọi người coi nó có những cá làm điểm tăng điểm điểm tâm buổi trưa không mọi người. Đây. Đây nè mọi người thì anh em đi hâm thì được, anh em có một miếng nhưng ngoài ra không có gì hết. Đây thì ba anh em mình sẽ đi hái rau muống nha mọi người. Thì trong cái thời gian mà đợi nước gồng để anh em đi chạy mọi người thì cũng tới trưa rồi, anh em cũng đói mọi người. Bây giờ anh em mình sẽ đi bẻ một mớ rau muống về rồi bẻ thêm miếng mớ rau về mọi người. Cái gì để giúp được cho anh em buổi cơm trưa này thì anh em mình sẽ bẻ nha. Rồi ăn uống trưa, nghỉ trưa xong thì anh em sẽ đi đi chài. Chài. Đó, sẽ đợi nước cạn anh em đi chài kiếm cái chiếc lợi phẩm vào chiều nay mọi người. Mọi người đón xem nha. Được cái nào bẻ mọi người. Em gì nấu canh chua ăn. Mình nói con nhút mới cực. Con muốn này mới ngon rồi đúng không? Cộng nào cũng nấy luôn kìa. Đã lắm mọi người. Bộ con muốn lớn lắm. Quýnh anh em cái nồi canh chua một cái nóng. Qua giờ thèm canh lắm rồi nha. Thèm canh dữ lắm rồi đó. Qua giờ ăn đồ khô mà không có miếng canh nào vô chứ. Hôm nay thèm canh rồi. Đi hái rau. Rau này rau gì? Phải rau dừa không? Không. Không bao giờ nha. Rau gì trời? Rau biến rồi, rau nhúng, rau muống nhiều lắm mọi người, đang có rau nhúng nữa kìa. Hồi đang coi thử rau nhúng đang được không? Hồi thử lại bẻ luôn nha mọi người. Mấy anh em về làm nồi canh chua thiệt là hoành tráng nha mọi người. Non lắm mọi người. Bẻ đá tay luôn á. Rất rất là non. Lấy sâu sâu vô được luôn nha. Đó. Mọi người. Này mình nó non xèo đã ghê luôn mọi người ơi. Đi sông xuống mà bẻ được cái này quá đã. Còn ăn được không? Đâu nhúc nha mọi người. Tốt chụp đấm. Hả? Ăn được không? Chắc được mà mọi người không? Đi. Cái này rau nhút gì á, chứ không phải rau nhút ngoài chợ ăn nha. Nhút đồng á, nó đâu có giòn đâu. Nó... Để bữa đại đúng không? Bữa đại đi, coi về ăn được nào ăn.
Nè mọi người, ở đây có con bìm bìm nè mọi người. Mọi người thấy trên cây không? Mọi người thấy đầu trên cây không? Bìm bìm nè mọi người. Đó. Giờ anh sẽ bắn nha mọi người. Kiếm thành quả bữa nay ăn nha mọi người. Trời ơi. Giờ anh Tấn chiên chuột không ơi. Chuột mà tới đi săn anh Tấn. Chuột tới săn. Hôm qua một cái bếp mình làm lâu lắm mọi người. Qua một cái bếp làm mà ăn được nó hơn 2 tiếng, 2 tiếng mấy á. Nên hôm nay mình làm cái bếp nè. Nó 2 bếp. Ở đây chiên chuột mình đó, danh nó đang chuẩn bị nấu canh chua. Đây mọi người thì nãy giờ mình với Danh với Nhã đi hái rau muống rồi rau nhút nè mọi người, thì ở nhà dẹo với anh Ba với anh Phương đồ có hái được cái ốc chuối nè mọi người ở ngoài sau thì tới bên chỗ con cá gần chỗ con cá mọi người. Ốc chuối này không biết ốc chuối gì mọi người. Chuối già. Chuối già. Để chuối già mọi người. Nếu mà nó còn non thì ăn được, già quá ăn không được. Không, mọi người. Bắp chuối già ăn chắc ông Ba cho là chuối già đâu, cái này là ăn vừa. Vừa ăn được hả? Không biết loại bắp chuối đúng không? Không biết loại bắp chuối gì. Đúng rồi, muốn lẩu. Đó giờ thì mình đang làm là canh chua mọi người, canh chua ăn cho nó đỡ. Lại cho anh em ăn món chuột chiên với canh chua nha mọi người. Đúng rồi. Canh chua nhúc rồi muốn với bắp chuối. Quá tuyệt vời luôn rồi. Ok giờ thì đợi anh em mình làm không mọi người. Đây mọi người thì anh Tứ hồi sáng giờ hồi nãy giờ chiên chuột mọi người. Chín rồi nha. Chín hả? Ừ. Ô chuột ngon nha. Ô. Mày ngơm nha. Ê, mèo làm gì vậy? Không được. Chuyện tiếp đi mèo, chuyện tiếp đi. Giờ nước canh chua mình đã nêm nếm trơn nha mọi người. Đó, giờ mình thả cá nha. Đây có cái dội, cái ưu phi. Đó, bây giờ đợi chờ cá nó chín cái mình để rau vô, với bắp chuối vô rồi làm nha mọi người. Cá chín mọi người. Thì cái nước này nó không có sôi được, ủa không sôi được nên nó chín nước nóng nào cũng hay đâu. Giờ mình cho bắp chuối vô nha. Cho hết luôn Tùng. Hết luôn đi. Ờ nhưng mà không chừa để con muống vô hả? Thôi để con muốn ăn nhúng vô hả? Đâu có bếp ga đâu mà đi sinh tồn mà tưởng đi ăn lẩu gì có bếp ga. À quên. Vậy, vậy mình để vô bằng lửa đi. Này mình chừa lại để kia vô phần. Để cái rau muống vô phần nữa mọi người. Miếng rau muống vô rồi cho nó có màu này màu kia cho nó ngon mọi người. Đó. Ý, rau muống đồng đây. Rau muống đúng rồi, rau muống đồng xong. Để vậy á chứ họ nó xẹp xẹp xuống rồi chứ hả. Rau nhúc nó có rau nhúc nữa nhỉ. Rau nhúc nó mới nhúng đó. Rồi mời anh em. Rồi mọi người dùng cơm với mấy anh em mình nha mọi người. Bắp chuối này bắp chuối để vô sau luôn hả? Thịt chuột chim. Mọi người ăn thử bắp chuối này nha. Nãy anh Ba bẻ không biết chuối gì nữa. Mời mọi người. Chuối gì ta ăn mà đắng rồi biết chưa? Chuối già thôi. Không đắng. Chuối cao quá. Dạ. Chuối cao nữa cái bụng cho bá vậy ba. Cho bá rồi chuối ngự á. Ai biết con trái sao rồi. Mời mọi người nha. Con trái đủ dành á. Canh chua danh nấu quá gịch rồi mọi người. Ăn rau nhút bự à? Quá gịch là gì? Trời con nhút, thử mọi người. Được. Ừ, cũng thơm hả? Ủa canh chua cá gì vậy? Cá dồ với lại cái gô phi đây nè. Rau nhiều với không thấy cá rồi. Không biết là rau á, bữa nay thèm rau với canh đó mọi người. Cá gì không ăn được vậy? Có mà. Cái nhãn vào cái dồ mà. Quay không được. Không được. Bữa nay hơi thất bại. Tại vì từ sáng đến giờ đi bắn cũng không trúng. Câu cá cũng không dính. Rồi dân lưới thì dính được có 2 con cá lô kiến à mọi người. Cho nên là à, con này con chảo chảo hả? Chảo. Câu. Câu à, còn là câu. Gần đó. Thì câu dính. Chuột nha mọi người. Mọi người ăn miếng chuột nha, chuột này tối này em thấy tối bắn á. Câu dính bắn nha. Chiên thơm quá. Chục nè.
rất ngon luôn, rất là ngon luôn. Chụp món gì vậy? Anh em canh thoải mái nha, con chuối đây đầy đủ, tại nãy toàn không có lạc đọt. Trời ơi. Đúng rồi. Anh có hả? Đây quay cận lên đây nè. Chấm mọi người. Đi đây mà có mấy cái rau này ăn thôi thầy. Đúng rồi, chua chiên. Mọi người nha. Quá phê. Rồi. Cá thử rồi. Cá tôm dưới. Đó lên nè. Thấy cái đầu nè. Trời ơi, ai sắc cái hứa này kì kìa. Đợi phân quà tao á. Đó phân tới cắt cái luôn á. Sắc không biết sắc lại. Ủa. Đó. Cái đó ngon mà. Dành đặc. Mùi phương phương chứ. Mùi hấp. Dạ mới là hồi phương á. Rồi, đi thử miếng cá đi. Miếng cá là anh Phương. Ừ, miếng cá của anh Phương hả? Trời ơi. Dạ. Sao quá. Còn một miếng cá dồ nữa. Thằng người bữa nay ăn đã quá. Chiều nay phải lấy sức để tối nay đi tìm kiếm không? Tìm kiếm. Phục vụ. Phục vụ hôm qua. Tối nay ai chèo để anh bắn không? Tối nay anh Tuấn anh sẽ chạy lại ra đây nữa nha mọi người. Từ nhà của anh Tuấn á, mà chạy ra đây thì tầm gần một tiếng hồ nha mọi người. Mà ảnh thì ảnh phái xong bắp. Cái chim ngon mà có một con. Không có một con. Ok giờ mấy anh em mình sẽ tắt máy. Ăn rồi hồi sẽ đi chài cá rồi săn bắt từ đây tới tối luôn nha mọi người. Kiếm cái bữa ăn tối nha chứ giờ là ăn là hết rồi đó. Hết lương thực rồi đó. Còn còn gì? Rau nhấp. Lên liền. Trời ơi. Rồi bây giờ mình với anh Phương với lại anh Ba đi chài cá nha mọi người. Hôm qua thì chài ngay nước lớn, bữa nay là canh đúng nước ròng chài luôn nè. Vô cái hầm này ao bể nè mọi người. Ở đây thì người ta bắt cá dữ lắm cho nên là cũng hên xui lắm. Đây quá. Đây đi. Trái tim rồi. Chưa thấy đâm điếc gì hết. Gì không đây? Giờ đầu xuống xẻ quá mọi người, không dính con nào. Không dính cây là được rồi. Tiếp tục. Vô cái lỗ đó nha mọi người. Dục tay. Có không? Có đâm tặc tặc nè. Nhỏ là được. Biết nhỏ thì bự thôi mà. Đó, đó. Trời ơi, cái lưng. Lên cả phụ em ơi. Quá trời nhiều cá mọi người ơi. Cá linh nhiều hả gì? Cá cóc. Ủa? Cái gì á? Cá linh quá. Không phải cá linh. Cá linh này sao có cờ? Lụm dẻm luôn nha. Ủa là sao? Có con à. Quên cái chài là nó đâm tật rồi có con nè mọi người. Dưới đây đi. Lụm ốc, ốc đắng. Trời ơi. Lụm luôn. Không bỏ gì hết trơn á. Thử đây nha. Hay lên kia. Quấn đây ha. Tép mà. Đó vô rồi đó, cá trắng đó. Thấy không? Đó. Phải không? Phải. Tin anh đi. Có đâm tặc tặc luôn nè. Tui.
Ui. Ôi ôi. Đây, cái linh vuông. Cái linh vuông. Phê lắm mọi người. Nó làm cho. Nó phân rồi vậy đó. Vip rồi, vip rồi mọi người ơi, vip rồi, nãy giờ đi dưới sông nãy. Nãy giờ heo quá, xuống đây đã quá. Này là đủ chảo cá kho rồi. Hái gạo dừa, hái gạo dừa. Này mọi người, chỗ mấy anh em ở bên đó đó. Bên đây có chú đang hái lục bình. Phê lục bình mọi người. Chú đó là xóm giềng của mình đó. Xóm giềng. Tại vì mình ở đây, mình cô đơn bên đây. Nhưng mà bên sông rồi nha. Chú bên sông. Không ngày mình văng lưới mà gỡ không có dính ít rồi mọi người. Hôm nay đổi tay cho Nhã với Danh đi cung lưới, không biết làm sao đây. Danh về mừng quá. Tin vui hay tin buồn? Trời ơi, toàn đồ kiếm mà. Rồi đâu. Sáng giờ á, anh Phương đi không á, không có dính là không có quay. Nó Nhã đi không là. Trời ơi. Nó dính sỏi sâu luôn á. Đổi tay, anh mới nói với cả nhà nè. Đổi sáng giờ anh đi văng hai ba ngày. Hai ngày nay không dính. Đi đâu mà phải. Giả lên lại đi em trai. Đi đâu là có văng là bỏ điều. Rồi bỏ tay lưới luôn. Bỏ tay lưới luôn rồi. Bỏ luôn rồi, cái lưới nó quấn như cây bứt luôn rồi. Vậy được. Không có anh tướng lê, không làm ăn gì được. Tối nay này mình không sẽ đói mọi người. Chỉ ngày hai đang mặn luôn hả? Trời ơi, mặn hiếp. Rồi, mọi người coi. Tối nay mấy anh em mình sẽ đi tiếp tục săn săn thôi nha mọi người, sẵn gì có gì sẵn. Rồi, Tướng Lê qua tới nha mọi người. Hôm nay tối nay tiếp tục là 5 anh em mình chinh chiến nữa. Thì anh Tính thì hôm qua anh về có gửi anh sạc mấy cái đèn không người. Tại vì đây không có điện nên không có sạc đèn được. Đó. Nhiệm vụ là Danh với Nhã là thợ săn nha. Chút xíu nữa Tướng Miêu là máy quay. Phương với Tướng Lê bơi. Bây giờ mấy anh em mình đi săn xong rồi về mới ăn uống nha mọi người. Toàn ở nhà là bếp trưởng mọi người. Rồi cái mùa xuân có toàn vàng đưa tao. Toàn với bé Ba với Dẹo ở nhà là nấu ăn. Chết ngay đầu luôn cái gì hả? Không có, nghe mạnh hay gì á. Bầu nó nha anh Tấn. Sao rồi Tấn lên? Vụ rồi cốt rồi. Bắn như mình đó nó không bắn rớt cái thịt luôn rồi. Như mình đó nó không hấp mọi người. Bối á. Anh nhẩm đâu vậy vậy? Thục á? Còn không? Còn anh nhìn đâu nghe cái đèn đâu. Nhìn cái đèn gì? Vô luôn rồi, mỏi. Thục cái gì vậy? Những cái đó là bắn thục. Đèn vàng khó bắn. Cái gì á? Đúng, ngay đầu rồi, ngay đầu rồi. Móc vô. Thôi thấy rớt ngày đó đó. Lên kia đi, lên đây nè.
Phương không đó. Có anh Phương mà thua luôn. Anh thấy chết anh với bọn anh bầu chơi cái vậy với anh định chơi. Ê nó nghe nè. Rút ra lé le bắn con hụt luôn. Ôi ôi chụp mập. Em chụp mập. Ê ở nó nhỉ. Rút ra lé le nằm đốc bắn con hụt. Đó đúng rồi. Đúng rồi. Mọi người nhìn cho ba mình bắn, mọi người xem bắn cu gần nha mọi người. Ba mình chỗ tại bắn cu gần cho mọi người xem nha. Giờ tới cua bay nha. Đâu. Ngay chỗ nhắn nó qua luôn. Ba bắn nè. Nhỏ nhỏ con cu chứ không phải con gì mà nó bị điếc. Ba bắn cái gì ba? Ủa? Phương bắn hay quá anh Phương ơi. Tập đó là nãy là của anh bắn là được rồi. Ba. Chùa hạng cu. Ừ, bữa nay nhá, thằng cô mát tay ta. Ba. Ba cu. Ba cu, ba cu. Chẳng ơi. Chết rồi. Công con Phương không đó. Ba lưỡi nghệ chứ bộ. Có người ba như mày. Có người con chứ có người ba là gì anh Phương? Ba. Thì cô dần rồi. Cô dần nha. Rồi ok. Bị cắn hay ta lắm người. Trúng không? Trúng. Không biết còn không á. Thế trúng rồi đó. Rồi chết rồi, ngay đầu rồi. Nằm dưới nè. Ngay đầu rồi. Lắm rồi. Dành quá. Thấy tác dụng của đàn quéo không? Đàn đóng nghe đâu.
Dạ. Vậy mới bắn được chứ quay ngang vậy đâu thấy đường đâu. Vậy đó chúng rồi. Thấy gì đâu mọi. Ngay chỗ vậy ra không thấy hả? Đó. Nhảy lên liền đi, nhảy lên liền ấy luôn á. Rồi rồi, cho nó chết rồi. Đi bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Bự lắm, cũng bự lắm. Bỏ đi nha, bỏ đi nha. Bỏ đem đi nha. Thôi được rồi, bẫy. Rồi, xong rồi. Bẫy nhảy cho rồi. Đầu đèn xéo ok nha. Mời, mời, mời. Nè, dùm chơi nè. Cái đó không được chạy qua. Ủa, nó chậm, nó chạy vô tư luôn rồi. Để đậu, đậu. Bập, đậu. Chí. Để nằm ở đây nè. Nó nằm ở đây nè, nó chạy lên đó đó. Mày chạy luôn rồi. Nó chạy đứa đứt nó xui nè. Mày cống lan mà sạch chơi bắt không? Bắt cống lan hả? Cống lan mà nó sạch chơi hả? Cống lan được mọi không? Được. Có bị gì vậy? Không, có một sạch tới ra. Bị ngon á. Cống lan ngon hút mà. Rồi, vô. Em ăn cống lan cho mình. Rồi. Có nửa ký có ba ơi. Ui, lừ. Mày, tuyệt vời. Ôi, đúng không? Thì bây giờ mấy anh em mình cũng đã gọi là xong một cái buổi đi săn rồi đó mọi người. Bây giờ về đây để tổng kết thành quả mọi người xem. Hay. Đó. Đừng có quay chặn quá ha. Nói chung là được cỡ 1 2 3 4 5 6 7 con chuột. Thôi, cái này nhiều vậy? Bán chuột gì vậy? Được 7 con chuột mọi người với con cu. Rồi giờ mấy anh em lên bờ ăn uống mọi người nó bụng quá. Lên bờ xuống rụng thôi. Thì bây giờ anh em mình sẽ kho cá để ăn buổi tối nha mọi người. Bên đây thì mình chiên cá lô kiến. Cá lô kiến nhờ sớm mới cầu à, cá lô kiến cầu kia không ăn. Đây kho cá. Đây kho cá rồi. Còn lại cái kho mặn nha. Kho sợp sợp đi. Ok, sợp sợp thì dễ ăn. Cho anh em dễ ăn. Cá kho với cá chiên nha. Chuột nó thích để dành nữa quá sáng mai. Có ăn gì tập gì? Gì? Kho rồi, cá chiên. Ừ, cá kho với đây là cá chiên phải ăn với canh hoặc là kho phải ăn kho với canh. Kho ăn với xào. Chiên ăn với canh. Ừ. Nó là độc lạ luôn. Không, nhưng mà món này mới độc lạ nè. Đúng rồi. Cá này là cá chiên nhưng mà không phải bình thường. Cá chiên lột vỏ bấy phá. Ừ. Đây là cá lau kiến lột da chiên nha mọi người, lóc da ra chiên nha. Lột vỏ. Lóc da ra muối xả ra chiên nha. Thank you.
giờ mấy anh em mình sẽ ăn tối nha mọi người. Cũng một cái tóc. Được chưa? Ốc khờ. Thì giới thiệu ha, đây là món cá lau kiến nữa, chiên sả. Cá lau kiến là lộc da chiên sả. Đây là món cá kho, cá này có cá rô phi với lại cá mấy cá trắng chiều chài dính đó. Chạy một lần 7 con cái kết thúc video luôn hả? Đây mọi người, đây có rau rau nhút, rau muống với lại rau dừa để mình chấm cá nha mọi người. Rồi bây giờ mời mọi người ăn ăn tối cùng mấy anh em mình nha. Giờ này 11 giờ đêm rồi đó mọi người. Mời mọi người. Rồi, mời mấy anh em mọi người nha. Anh này mấy gạo trồng nhà gạo mà thiếu đồ nghề. Thiếu cái đồ nghề đúng rồi. Thử muỗng nha. Dịnh nha, dịnh nha. Rồi lên. Rồi mình thử cái này nè. Để thử con cá lau kiến chiên. Cá lau kiến chiên biển này. Mình nói cáo mọi người nha. Nó khó lắm mọi người. Nó khó lột da lắm, đau lắm. Cái quay gần cái tinh tí. Ngon. Mời mọi người nha. Không thử nè. Thơm giòn. Nhật gà luôn. Nó tướng chiên giòn luôn trời. Ai ướp à? Ai ướp à? Hả? Ai ướp à? Dẻo ướp, ướp hả? Dẻo ướp ngon ngon quá. Có dẻo ướp ngon quá. Dẻo không? Sao nó thơm với ta? Mọi người có kiếm chiên nè. Cá này chết lâu bụng rồi. Nhớ mấy anh em nha. Nói chung là rất là ngon. Sáng mai mọi người mấy anh em mình sẽ gọi là còn thử hết tới ngày mai nữa. Cho nên là mọi người đón xem video nha. Mọi người ủng hộ mấy anh em mình bằng cách là xem video đừng có tua qua. Tại vì anh em mình làm clip cực lắm mọi người. Làm ví dụ như 24 giờ mọi người xem chỉ có vỏn vẹn 1 tiếng thôi. Nhưng mà mấy anh em mình phải bỏ 24 tiếng để quay được 1 tiếng đó cho mọi người xem. Cho nên thì mọi người thương anh em mình thì đừng tua video qua. Coi từ mọi người. Tua qua nó bị mất thể sức. Tốt luôn hả? Gặm ngon. Gặm này rau gì? Rau dừa. Rau dừa mọi người. Dừa đồng, dừa nước. Sớm sớm mấy anh em đi hái nè. Trăm bữa cá quá ngon. Còn mở mắt hết lên. Ăn cơm gì? Ăn cơm gì ngủ hết này. Rồi quá là ngon luôn. Cá kho chấm gạo đã luôn rồi. Ok, giờ mấy anh em mình cắt máy cho dễ vô ăn. Đúng. Ăn xong rồi chứ tiếp tục làm gì nữa thì sẽ quay mọi người xem. Thì bây giờ mấy anh em mình đừ hết người rồi mọi người ơi. Ai cũng quý quá trơn rồi. Bây giờ sẽ vô mùng rồi đi ngủ. Ngày mai hẹn mọi người vào ngày mai nha. Ngày mai mấy anh em mình sẽ còn ở lại đây nữa. Cho nên là mọi người cùng đón xem video. Quay đầu ở đó ngủ. Cái gì? Quay đầu nó sụp đầu không? Cái áo vậy? Trời ơi, xúc miệng nói. Ok, thì bây giờ mấy anh em mình ngủ nha mọi người. Mày đừng quần tao nghe dẹo. Tao đang nực dữ lắm nghe dẹo. Ngày mai nha mọi người. Ngày mai mấy anh em mình làm gì sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Mọi người đừng tua video qua nha. Ok, ngủ. Chết bà. Chìm chiếc xuồng mọi người. Giờ này là mới 6 giờ sáng rồi nha mọi người. Mình mới bước ra đây mình nhìn thấy mất tiêu chiếc xuồng rồi. Hết hồn hết trơn. Nhìn lại thấy mấy tấm dáng với cây dầm vẫn còn ở đây hơn quá trời luôn nè. Này tranh thủ xuống lấy được mọi người. Để nước lớn thêm chút nữa là nó chìm mất tiêu. Nó cho mất tiêu mấy cái này nha. Trời ơi, xong phim. Xong cuộc sống rồi. Để mình đi rửa mặt cái rồi mình kêu anh em một người nữa. Hên là tối mình đem cái máy lên nữa mọi người, thấy không? Cái máy này, máy chạy nè. Hên là giấc tối đem cái máy lên nữa. Tại vì cũng sợ trường hợp này xảy ra. Tại vì hồi bữa giấc tối nó kê chiếc xuồng á. Nước cạn sát có nó kê chiếc xuồng nhỏng lên nè mọi người. Nhìn thấy ớn quá cho nên là mới đem cái máy lên đó mọi người. Hên quá trời luôn, hồi bữa nay xong rồi. Đức bà. Hả? Lấy mình sang lên giống. Tôi có lẽ mình sang lên rồi. Danh lên tấn chắc nực quá hay gì chui vào đây nằm hết trơn rồi mọi người. Dán còn rồi. Chút xíu nữa lỡ trôi rồi đó. Sao vậy?
đó, nó dướng lại đó. Dướng gì vậy? Nó dướng vô mấy cái bộ lục bình nó lại đó, tại nước nó chưa lớn lắm đó. Xíu nữa là hút và coi là cho tiêu đó. Đi sợ rồi chị em ơi. Sáng hôm nay mình quyết định mình ngồi mình câu cá nè mọi người, không có đi săn nữa mọi người. Vậy chơi ngồi lì đây câu cá thử coi có thành quả gì không. Lâu kiến thì nhiều lắm, không biết dính lâu kiến nữa không nha. Dính rồi, tao ngầm lên nhỏ nữa, lên coi rồi lên lớn vậy. Rồi chui đi nữa rồi. Ôi, tao ngầm muộn quá. Bự thấy đuôi nó rồi. Đâu đẩy ra móc vô, đẩy nó ra cho nó ra khỏi lục bình đó. Thế rồi anh mới móc nó lên, học xuống dưới, học xuống cái lường nó móc nó lên. Lên em. Ê cái chuyện đứt lự. Đây cái vô. Cái vô nha mọi người. Lụm gạo. Tình hình là dính được một con cá dồ và không dính nữa. Cá dồi, cá lâu kiến giờ không dính nữa nha mọi người. Bây giờ mình sẽ quyết định. Nãy giờ có mấy cái làm tông nghĩa nhảy xuống nó chạy tê tiêu hết trơn à. Đang đi tắm hả? Ủa đang mất sơ cá hả? Đã vậy. Thôi sẵn gửi cá lâu kiến ra luôn rồi. Trong lưới á. Để dưới đây cũng dính nữa hả? Để đó cũng dính. Sáng tắm mát lắm mọi người. Dạ mát dạ. Kêu cứu lấy gì không biết là. Quần này lòng tông mấy em massage đâu mất tiêu chưa. Đòn. Đòn. Ghẻ cho ghẻ lưng đã ngứa rồi. Ngồi im lại ghẻ nha mọi người, lòng tông lại ghẻ. Anh ghẻ hay bây giờ hồi sáng này anh Phương anh có khìa một cái chảo chuột nè mọi người. Bên đây mình sẽ thưởng thức cái chảo chuột của anh Phương khìa nước dừa nha mọi người. Hồi sáng công của anh Tấn với anh Ba đi hái dừa. Biết vậy? Tạo nghiệp anh Tấn chưa hái một trái không? Hái cái nữa Tấn không hái. Vừa làm tức. Mình nghĩ cố gắng cho lắm, cào dữ lắm cào. Không ấy đưa cái chảo vô mình trộn mình cạo được không? Đúng rồi. Cho anh Tấy không đó. Bà, có ai hùng không? Rồi mà mang món khìa. Có ai hùng không? Thơm lắm mọi người, không biết. Đây, cho cái này là ấy. Quay. Cái này là đồ ăn dự trữ ngày tối nha mọi người. Đổ vô. Đây là chuột khi tối đi săn nè mọi người. Hồng lon. Ngày tối là chủ yếu là chuột cơm. Có một con bự nhất này là con chuột cống lan nha mọi người. Chuột cống lan nhưng mà nó sạch. Nó không có ấy. Nhiều người người ta ăn này chuột này để người ta trị bệnh á. Mà nó mỡ lắm nha. Dạ nó mỡ, nó mạnh luôn. Mà nhỏ anh bị cái chân bị phỏng rồi, người ta chỉ anh cừu cống lan ba anh. Rồi. Cống lan cho anh ăn. Mời mọi người cùng nhập tiệc với anh em mình. Rồi, mời mọi người nhập tiệc nha. Rồi, anh em tôi đang hụng. Rồi bới luôn đi anh em. Wow. Oh my god. Nữa không? Thử cái này không? Wow. Rồi, đây. Oh my god. Rồi mời mọi người ăn miếng cơm với anh em mình nha. Cảm ơn mọi người nha. Trời ơi rồi. Không nói gì. Cái ngồi cái bóc tỏ ghe là mình tội nghiệp ha. mời mọi người nha cơm này như cơm chiên quá đó. Mọi người mời cả mọi người thôi, nói vậy thôi công kỹ nấu mấy tiếng để lại. Thơm ngon béo còn cái thằng em thiếu gì biết không, thiếu ngủ gì hơn. Rồi món ngon quá vậy không bắt không đổ khẩu vị cho anh em đàng hoàng. Ngon quá. Lòng lắm mà nó ăn được, nó ngon vậy á. Mà nó phải cay mọi người. Có ớt, nó cay. Ngon vậy, tôi không biết ngon. Ngon mà đúng không? Ngon. Tưởng ngon quá ta ăn. Đúng rồi. Chuột này mà có ăn cơm mẻ rồi, nướng không biết không. Lưu liếng nha.
Nó đánh ba. Con mẻ gì? Lấy chuột miếng cho mẻ không? Không, cái món mình ra cống mình bắn đi. Phòng ha. Cống đây, được cống lại. Không có, được cống ăn nữa, muốn ăn chỉ cho chỗ bắt. Thầy ngon lắm rồi. Không có, cái bệnh viện mình à. Con nào nó lớn lớn. Ờ, nghe nó lớn rồi. Với nhà làm chợ nữa. Gần ba bồng gọt hoặc máu. Quá ngon. Ăn lặng hay. Ngon lắm mọi người. Đó, tương lai dưới là có mấy sư phụ có kinh nghiệm hỏi sơn đó, dưới có bán luôn càng tốt. Thôi giờ mấy anh em mình ăn xong rồi chơi làm gì nữa, sẽ quay mình xem. À, cái bữa đầu mình nói là đi review những cái nhà ở đây mà chưa đi, giờ mấy anh em mình ăn xong đi rồi đi vòng vòng quay cho mình xem những cái nhà quan đó đi. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng cho mọi người xem ở chỗ mấy anh em mình ở hôm nay á là có cái gì nha mọi người. Ở đây là để cái bảng kho thuốc nè, kho thuốc. Trong đây thì chắc lúc kiểu phòng y tế trong đây hay gì, phòng định thuốc quận gì trong đây hay gì mọi người. Thuốc cho cá mà. Thuốc cho cá hả? Phải không? Cái này cái gì? Công ty thủy sản. Mở kho thuốc thủy sản. Rồi bên đây, cái phòng ở ngoài bè bên đây luôn. Kiến bể chờ mọi người. Cái phòng ngoài bè bên đây luôn là rất là dơ, nhìn mọi người nhìn lên. Trên này sập ơi. Ở dưới mới dơ. Dơ thôi. Để gì cũng. Nói chung là mình không đụng vô. Thôi đừng đụng vô. Chỉ coi thôi. Đừng đụng. Trong đây á. Thôi đừng đụng vô. Cái hố heo á. Đi trong đây cũng phải đi gì cẩn thận nha, miễn không mọi người. Tại vì trong đây ta bỏ ăn lâu rồi. Cho nên là không có ai dọn dẹp cái này hết á. Đâu xí gì nè. Cái gì cũng sẽ đâu xí nè. Phải không? Ừ. Sao là xe công xít á? À, xe công xít. Mấy xe hy tinh chứ mấy công xít. Còn dài bên đây là chỗ. Ui, cái phòng này sạch mà. Còn có chỗ mấy chú cắt bệnh thôi. À, cái phòng này có người nghỉ ngơi ở đây cho nên rất là sạch. À, sao phòng này mát chứ ta? Cái lùn gió nè. Sạch mọi người, phòng này nói chung là sạch. Tiếp tục cái phòng thuốc nãy. Giờ tiếp tục nữa là tới cái phòng của mấy anh em mình ở. Cái phòng của mấy anh em mình ở. Còn mấy anh em ở thì khỏi mình quay nữa mọi người. Thì tiếp tục nữa là tới phòng bên đây. Phòng bên đây cũng tương đối là dơ cũng không sạch lắm. Thì dơ tự nhiên chứ mấy anh em mình bày rồi. Ờ, này dơ tự nhiên luôn. Những đồ của công nhân này kia. Còn bên đây là cái chỗ mấy anh em mình nấu nướng này, đi vào đây. Đó, bên đó là chỗ mấy anh em mình nấu nướng nè mọi người. Chỗ nấu nướng rồi sinh hoạt của mấy anh em mình hôm nay là ở đây nè. Tôi mới dập lửa nha. Nhưng tôi mới dập lửa. Đã mặt bằng rồi. Trong đây là một cái sở hữu. Thì gắn hữu mà là chỗ bếp. Bếp ăn. Này bếp ăn hay gì á? Bếp ăn, ở ngoài cứ ghi kìa. Bếp ăn đúng không? Ở trong đây là cái bếp ăn luôn rồi đó, nhìn sâu trong đó là có mấy cái lu đồ này kia nữa. Ngoài đây trong đây bếp ăn mà phải giới thiệu phòng ăn của mình đâu. Trong đây là có bếp nè mọi người, cho tiền cũ gì đó. Có bếp này với lại ở mấy này là chắc cái bếp ăn cũ của người ta đó mọi người. Ngoài đây là cái chỗ mà mấy anh em nãy giờ nằm nghỉ nè. Mấy cái võng này nằm là mát lắm mọi người. Ở đây có một cây gừa rất là to. Cây gừa này nó thiệt chi rất là lâu năm rồi đó, to khủng khiếp luôn mọi người. Phải nói cái từ khủng khiếp á, dữ lắm cái bộ rễ của cây gừa này rồi. Chỗ bên đó thì anh em mình ngồi ăn. Hiện tại bây giờ thì mấy anh em mình đang dọn dẹp mọi người, dọn dẹp lần. Tại vì giờ này cũng 11:30 rồi mọi người, 11:30 trưa rồi đó. Thì mấy anh em mình sẽ dọn dẹp lần hết.
Giờ mấy anh em mình sẽ dọn dẹp hết lần rồi xong rồi. Một hồi chừng nào anh em mình nữa là bấm giờ về cho mọi người xem là anh em mình ở đây từ lúc mà bắt đầu clip tới clip ngày hôm nay, là xem coi anh em mình đã ở đây thử thách được bao nhiêu ngày rồi nha mọi người. Thì tại giờ trời cũng khá mát nè, giờ này là hợp lý rồi đó, cũng ít nắng. Ok. Ok mọi người, thì bây giờ mấy anh em mình đã chuyển hết đồ ra đây rồi nè mọi người, đây. Đó. Có nước với lại hai bao đó là xong rồi đó. Rồi, thì bây giờ mấy anh em mình đã hoàn thành 2 ngày ở đây nha mọi người, để mình bấm cái giờ thử coi là thử thách của mấy anh em được bao nhiêu lâu rồi nha mọi người. 24 tiếng. Đó. Thử thách của anh em mình đã được 49 tiếng rồi nha mọi người. Anh em mình ở. Trời ơi. Chị anh Tấn. Đừng nước. Kiên nó rớt vô. Đừng nước. Kiên lửa. Thì anh em mình đã hoàn thành 49 tiếng ở đây, về bấm dừng lại nha mọi người. Ok. 49 tiếng vừa qua mấy anh em cảm thấy như thế nào? Vui. Vui. Khó ngủ. Lạ chỗ. Khó ngủ tại vì nực đồ, quá. Đồ ăn thì nói chung là ở đây thì nó đại trà. Đầy đủ không phải đại trà. Có tất cả những loại món cá, chuột, chim này kia rất là đầy đủ. Chỉ có vấn đề cực khổ nhất là khó ngủ thôi. Tại vì nực quá mọi người. Anh em mình chắc về sau mà ví dụ có đi thử thách nè, ở đâu á, sắm hẳn cái quạt mo theo. Tới có miếng giấy quạt còn không ngủ được mọi người. Thì cái chuyến vừa qua đó mình thấy là cũng ở đây cũng bình thường mọi người. Thì nói chung là ở đây nói là hoang thì hoang, nhưng mà cũng là một công ty bỏ hoang thôi chứ không phải là gọi là cái gì. Với lại chỗ nào thì cũng có phần tâm linh hết, nhưng mà do mình tin tưởng hay không thôi. Mình nói chung là mình có thờ, có cúng kính đàng hoàng là bình thường mọi người. Thì không thấy chuyện gì xảy ra bất thường ở đây hết. Ok, thì cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này của mấy anh em mình nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay thì bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mấy anh em mình làm nhiều thử thách hơn nữa, làm nhiều cái chuyến gọi là sinh tồn hay là những cái thứ mà hay ho hơn nữa nha mọi người. Mọi người quản rồi. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người, để mấy anh em mình đi về gãy hơi gãy. Để mấy anh em mình đi vô bờ nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người nha. Bye.